Chinson, tổng giám đốc của Lotte Entertainment. Và tiếp theo chúng tôi cũng sẽ được mời sân khấu ông Lê Thanh Phong, đại diện của Á Việt Media. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị Đặng Thị Thắm, đại diện của Viettel Media. Chúng tôi cũng xin được mời ông Hoàng Quốc, đại diện của AP Entertainment. Xin được mời anh Lê Nguyễn Trí Trình, đại diện của Vân Chu. Chúng tôi xin được mời sân khấu anh An Nghĩa, đại diện Liên MT Game. Xin được mời lên sân khấu chị Nguyễn Ngọc Lan Châu, đại diện Glynic. Chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu chị Thảo Nguyễn, đại diện HK Film. Xin được mời lên sân khấu đại diện của Thủy Design House. Xin được mời đại diện Trung Bình Dương. Và chúng tôi cũng xin được mời anh Phan Tiến Nghi, đại diện của Cùng Chơi, đại diện của Cùng Phim, Viên Quan Digital. Và xin được mời đại diện của TikTok Việt Nam. Có sự xuất hiện ở khu vực thập đỏ, diễn viên Võ Điền Gia Huy. Bây giờ là có rất là đông tất cả quý vị khán giả. Và tiếp theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nhà sản xuất Lê Thanh Phong. Có chiếc răng gần, cái kết đủ kỹ nhạc hiệp chưa chắc đã là sỏi. Nụ cười vui vẻ khi đêm trẻ đi sáng sáng dối. Đôi khi sống phải thô thiệt để thấy những mặt tối. Cho đã đi trên thì không được ai phản đối. Cũng được tất cả mọi người dìu dắt, chỉ bảo. Rồi ekip trong đoàn thì cũng rất là dễ thương, cũng rất là quan tâm. Rồi cũng chị Sam nè, chị Lan, rồi anh Nghĩa, anh Dự và anh Phong nữa, thì mọi người chỉ cho tiểu vi cách lấy tâm lý. Ủa, em ơi, em nhớ một cái tai nạn mà em gây ra cho anh Tân luôn đi. Bây giờ tới bây giờ luôn mà anh còn cái khớp nách của anh là không có di chuyển được tốt. Ủa, làm cái gì mà bị tại vì cái hình poster mà viral được như vậy thì em nghĩ nó sẽ tốt cho chúng ta luôn. Thậm chí là cái phim này mọi người nhìn những poster đầu tiên tới. Nghệ sĩ sẽ tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực cho đảo Đồng Đất tự mẫu Thiên Linh Cái ra rạp và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía của tất cả quý vị khán giả. Nhưng mà người cũng biết rồi. Lắp phim là tưởng đâu ra mắt tiếng rồi, lắp luôn MV sắp ra mắt rồi. Được rồi, đủ rồi. Mà cái bộ đồ tưởng ra mắt MV hồi cô quá cáo không. Bây giờ tới được anh Phong, được anh Phong. Đúng rồi, anh Phong với lại Nghĩa luôn. Vì muốn hỏi là vai diễn lần này có hai bạn như thế nào, đặc biệt là hai bạn một lần nữa gặp lại nhau trong một dự án điện ảnh.
cũng là có đối đầu trong một cái kiểu như là tình yêu rồi là tình cảm vậy đó. Thì không biết là lần này thì cái sự khác biệt trong vai diễn của hai bạn như thế nào, đặc biệt là Nghĩa. Nghĩa cho thông thường mọi người thấy là Nghĩa xuất hiện với cái diện mạo thư sinh cũng dễ tạo được cái cảm tình của tất cả quý vị khán giả. Còn trong dự án này thì tôi thấy Nghĩa lột xác rất là nhiều. Mình có thể chia sẻ thêm về vai diễn của mình cũng như là Phong nữa. Dạ. Đầu tiên thì mình rất là cảm ơn tất cả những người bạn cũng như anh em báo chí rồi tất cả những mọi người và tất cả anh đã tới đây để ủng hộ cho Thành Nghĩa. Thật ra thì cái vai diễn này cũng không gì đặc biệt lắm, chỉ có cái mái tóc đặc biệt thôi, còn đặc biệt như thế nào thì mọi người phải xem phim mới biết được. Không kể được. Và đương nhiên là Trần Nghĩa và Phong thì từ mắt biết đến giờ thì luôn luôn là một đối thủ của nhau. Yeah. Và đến phim này thì cũng thế. Hôm nay chị Thúy Nga đi chia cho mọi người. Còn Phong thì sao ạ? Lần đầu tiên cho Trần Phong xin phép được lời chào đến quý vị khán giả cũng như là quý vị quan khách đang có mặt ở đây. Thật ra thì Trần Phong rất là vui khi mà là một diễn viên trong một ekip rất là dễ thương. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.